Cả nhà, sau khi mà chị Mộng Kha đó đã đi tới nhà của anh Khanh thì thấy cái cuộc sống của anh Khanh thực tế cũng giống như là say xỉn này, cũng giống như là buổi sáng sớm thôi mà mùi nó nồng nặc rồi. Thì cảm giác của chị Mộng Kha như thế nào, có thể là chia sẻ cho bà con cô bác biết được không chị Kha? Vậy hả? Dạ. Hồi lúc đầu thì chị thấy hơi mến mến, mà giờ chị ra thấy thân tới nhà chị hết mến rồi. Sao vậy? Mùi bụng quá trời, chị chịu không nổi. mùi bụng nồng nè, cái chị chịu không nổi. Sao? Chị mới chưa ra thăm á, chị thấy cũng thấy hơi được. Bây giờ hết được rồi. Gì đúng hả? Hết được rồi. Không, mà lúc đó là qua nhà của chị thì chị chưa có biết qua là... nhà chứ, qua chị, nhà chị thì được lắm. À. Không có hôi mùi rượu. À. Không có. Quay mùi thơm ha. Cũng thơm. À. Bây giờ qua tới đây tới mùi rượu. Vậy là đầu năm đầu tháng mà chị qua gặp anh Khanh một cái một là như thế nào? Gặp qua gặp chị cũng mừng, mà lại gặp cái qua gặp mà để mình chúc cho mà bạn cũng không thương cũng chúc cho bạn được một tháng chúc cho mừng ăn xuống xe của chữ. Nhưng mà cái này á, là chị vượt cũng vài chục cây số á. Cũng xa lắm đấy. Hả? À. 3-40 tỷ hả? Chị luôn hả? 3-40 tỷ xa. Chị mới đi chơi cho cơm ông Khanh thì ngon cơm mà trời. Không ngờ lại tới nhà là hết ngon luôn rồi. Tới nhà là hết ngon cơm. Sao vậy? Sao không ngon cơm? Chị biết sao, chị thấy mùi quá. Thường thường nhà của người ta là mùi dầu thơm này kia không mà? Thường thường nhà, cả nhà chị có mùi dầu thơm không hả? Hả? Mùi nhà chị thì mùi dầu thơm với mùi ướt bò à. Còn qua tới nhà anh Khanh là mùi gì? Qua tới nhà anh Khanh mùi gì? Chị bây giờ chị xa nhau rồi. Sợ không? Sợ rồi. Đó là cũng giống đầu cô chú mình nói chị không có tin, bây giờ chị qua tới tận mắt chị sợ rồi. À, lần đầu mỗi lần kia thì cô chú nói á, thì chị Kha chưa có tin đúng không? Chưa có tin vào mắt mình. Chị qua tới thăm tận mắt hay sáng đó, bây giờ chị biết rồi. Người cô chú nói có đúng không? Đúng. Hả? Đúng 100%. 100% luôn à? 100%. Mà chị nói rồi chị còn không tin nữa, chị gắng ra tới đây thăm nữa đó. À, đầu năm. Ừ, thăm rồi thì đi xung quanh tới xe bếp chứ gì hết. Nhà cũng không lao luôn. Nhà cũng không lao luôn. Nhà đẹp chết. Nhà đẹp á? Giàu có chơi người, nhà anh Khanh đẹp. Nhà anh Khanh tuy nhỏ thiệt nhưng đẹp mà nó đó. Gọn gàng. Đẹp, gạch bông đẹp, đẹp đẹp ở nhà chị, nhà đất cũng. Nó đẹp, ổng không lao đâu vậy. Không lao. Không lao. Không, chắc ổng chưa có, anh Khanh chưa có rảnh á chị ơi. Chưa rảnh à? Ừ. Ủa, ổng làm gì đâu. Ổng nói là giấc sáng tới giờ là hai cử cơm rồi. Hai cử rồi. Chị chắc hai cử rượu. thấy mỗi lần á ổng đi, anh Khanh đi nhà của chị á thì đi cái tướng sao? Đi tướng đàng hoàng, đi tướng giống là người hài đóng hài vậy. À. Bây giờ đi tướng hai hàng ba hàng không. Sao vậy? Tới nhà của anh Khanh thì anh Khanh đi tướng mấy hàng? Hai ba hàng, hai người ta thường thường nói tới hai hàng, cái này tới ba hàng luôn. Ba hàng luôn hả? Ba hàng. Thì là tướng đi giống dịch sim. Dịch sim ra. Sao mà dịch xếp? Đi không dịch xin lời. Thì... Đi không đúng. Đi không đúng hàng. Ủa mà thấy anh Khanh mà lúc chị vô đó thấy cũng dính xình quá trời đó, là sao vậy ta? Không biết lăn lộn ở đâu. Chắc con mày vuông xuống ở đâu. Té nằm đó luôn cái gì. Ít xình với áo xình không ạ? Ừ, xình không ạ? Thấy một áo xình không ạ? Ở lúc đi với nhà chị thấy ankeny rồi giày này kia đẹp đẹp trai quá ha. Buổi đầu buổi giày đẹp lắm. Ồ. Bây giờ hai ngày chưa tắm gì. Vậy là chị hồi nãy giờ đó chị có ngồi gần á là có. Cảm giác như thế nào? Cảm giác mà thơm buồn. Thơm mà thơm mùi rượu. Mới sáng sớm thôi mà thơm rồi đó hả? Ông nói hai giác rồi đó. Hai gì? Hai giác. Hai giác gì? Hai giác. Giác gì? Giác, hai giác rượu. Thì chị có biết là hai giác rượu là khoảng bao nhiêu xị, bao nhiêu ly không?
Không biết à? Chắc là 2 lít. 2 lít. Giá cả 1 lít. Hồi lỡ như chị có một người chồng như vậy thì sao chị? Chị có người chồng vậy chắc chị ngồi khóc tối ngày luôn chị. Cũng ngủ hoài không làm gì cho sống cái gì ăn cũng... sao mà sống hả? Sống đâu có gì sống mà. Thì đôi khi cũng khó lắm á chị. Tại vì mình không có đi làm gì mà mở mắt cái có men rượu hay là này kia cũng khó lắm á. Mà nói chung vậy, rượu cũng có người nào cô chú mình cũng biết uống mà. Ít ít thôi. Ai cũng biết uống cưng. Cũng biết cái mà có khi cô chú mình uống có lượng á cưng. Có lượng hả? Uống cho cô chú mình thì cũng biết làm cũng chuyện rồi cũng lợi tiếp cũng... làm nhóm tiền gì đi ruộng rồi các chiều nữa thì lại làm nữa cũng khó. Với cô chú anh chị thì cả nhà chị Kim Kha thì nói là cô chú thì cũng có uống nhưng mà uống vào giấc ăn cơm hay là đi làm về mệt uống để tan máu bầm đó, không có uống là say xỉn là từ sáng tới tối mà từ tối tới sáng. Rồi mình nào không có, mình không có đi tập thể dục và đi làm đâu có giờ mình ăn cơm không có. Nào mình phản đi làm không đâu mà em thấy là nhậu thì cũng phải có mồi đúng không chị? Đúng rồi, kiếm cá, kiếm này, cua, cá, bắt chuột thì những cái nọ mình ăn. Còn mà nhậu tới bến thì mồi gì không biết không? Mồi me, tóc ổi, chai bần. Có nhờ không chai bần nhóc đó, chai bần nhóc chị thấy hả? Rồi hồi nãy hình như là em thấy là có cho chị ăn trái chuối sống nữa. Chuối à, sao? Chưa chín đâu. Chưa chín hả? Lấy chị cho chị nại luôn giống chị chết chị. Nặng bụng cái gì á. Chuối này để lâu cũng chín à? 2 ngày nữa chín rồi. 2 ngày nữa chín á? Sao chị biết? Biết chị, nhà chị chuối nhóc. Chuối nhóc, cho nên chị biết hả? Biết chị. 2 ngày nữa chín rồi. Mà không ngờ cái chị Bồng Kha đầu năm đầu tháng thì cũng là ngày một tây thì cũng đi qua tới nhà anh Khanh thì cũng có nhu cầu bình đó cả nhà, chở chị Kha qua để biết rõ, tại vì chị Mộng Kha cũng là nghe cái thông tin cộng đồng mạng hay là bà con cô bác á khuyên chị Mộng Kha rất là nhiều nhưng mà chị Mộng Kha thì chưa có thấy tận mắt của mình, tại vì chị Mộng Kha là chị thấy là anh Khanh đi á qua nhà của chị thì cũng rất là ngoan, không phải ngoan mà rất là thương, thấy thương á. Luộc con sung tiếp mà rửa chén tiếp mà dọn cơm dọn nước dọn rửa đó. Thấy gấp đồ ăn lúc cho mình ăn biết gì không cho không được. Bây giờ lỡ rồi. Lỡ hả? Đi đòi lại được không ta? Hả? Đòi lại không được. Không được hả? Đòi lại là không có được không? Chị lại nãy còn hỏi chị tao cũng đâu chứ. Chị ra đâu có đâu. Đúng rồi. Chị mặc đồ rất là đẹp luôn, rất là lịch sự luôn á. Nói hỏi chị tao đâu chứ. Ha cạo đâu chứ. Hả? Chị gái hỏi một câu đó thấy kỳ kỳ á chị ha. Ừ, xỉn hả? Vậy là từ nay về sau chị sẽ sợ luôn hay là sao? Sợ luôn. Sợ luôn. Về nhà có chặn số điện thoại này kia không? Không có đâu, xài điện thoại đâu. Không xài điện thoại. Thì đâu có biết số ổng đâu. Cũng ổng đi không tình cờ chị không có biết mà. Tình cờ cũng giống chị với nhà ổng xem tình cờ vậy đó. Không biết chị không biết điều nào luôn. Không biết điều nào luôn. Hồi đó chị cũng đi bán vé số nữa đó, đi bán 120 tờ đi bán rồi cũng 9 giờ giờ mấy 9 giờ chị về người về chút người đó cũng thấy đi. Rồi chị có biết ở đây người ta kêu là cái gì không chị? Không. Ở đây nè người ta kêu là xứ gì không? Chị không biết xứ gì đâu. Xứ gì? Chị không biết. Thôi lỡ như bỏ chị ở đây chị biết đường về. Không đâu, chị không biết đường đi đâu. Sao không biết? Đường lộ nè, đi theo đường lộ. Đường lộ chứ không biết lộ nào. Lộ thì lộ nhiều nhưng mà mình lộ nào về nhà mình á. Không, ở đây không có lộ về nhà. Sao không có, sao mà ta chạy xe được? Chạy xe đi vô đâu cũng không. Hả? Chị đi tới lộ lớn chị biết. Lộ lớn rồi chị biết.
cầu cầu bự. Cầu gì cầu bự ở đây? Cầu Mỹ Thanh. Mỹ Thanh. Chị có từng lại tới đây chưa? Chưa. Sao mà chị biết? Biết rồi đó, chị biết. Lâu rồi, gần chục năm rồi chị biết. Sao chị biết lần chục năm? Hồi đó chị đi ngang, đi đâu, đi bên Vĩnh Châu, đi bên cái gì, Đại Hải, Vĩnh Hải vậy đó. Ừ. Đi hết lần lâu rồi. Lâu à? Mấy năm chậm. Đi ngang thôi. Đi ngang hả? Đi xe, đi ngang. Đấy, cái dạng giống như lướt qua đời nhau hả? Đó đi vào đêm á, về đêm Mỹ Thanh 1, 2 đó. Ừ. Chị đi cầu Mỹ Thanh 1 á. Đây là Mỹ Thanh 2. Mỹ Thanh là có hai đường, một là đường Mỹ Thanh 1, hai là Mỹ Thanh 2. Đường đi Vĩnh Châu thì mình đi ngang thấy tới mà ba tới dặn mình luôn. Cái đèn xanh đèn đỏ luôn, người bẹo đi tới nhà chị, rồi đường đi nhà chị. Là chị biết đó không? Đây chị không biết đâu. Đường xuống không? Bác chị ở đây nuôi sú. Được á. Được á. Ở tháng có ai sú được. Được á. Cho sú ăn này cái nọ. Rồi tới tháng mình bán luôn. Cái tháng mình ở chú cho tiền mình. Ở nuôi chú cho chú. Được á. Ngày ba giờ. Thì chị giác báo cho con mấy bữa luôn. Không, đầu tiên ta đâu có giác, ta sách. Giác hả? À, đầu tiên ta sách. Sách bằng xô. Sách xô hả? Ừ. Từ từ mới giác. Giác xong rồi tới kéo. Cái gì nha, hồi đó nha, nuôi xú rồi cũng đỡ lắm con ơi. Vui lắm. Mà tháng này vui, tháng mưa cũng vui. Vậy là lần đầu tiên là chị đặt chân tới đây. Thì cảm giác khu vực ở đây như thế nào chị? Khu vực ở đây chắc ta khác sư khu vực sư chị. Khác là khác sao? Ta nuôi xú dạo không còn là sư. À, sư chị mẹ mà. Sư chị em thấy cũng giàu mà, nuôi bò không à? Bò bây giờ rẻ. Một nhà như vậy khoảng chục con lận, nên là giàu không mà chị? Nhà ta giàu mà chị đâu có giàu đâu. Chị cũng sắp sửa giàu rồi, tại vì chị nuôi con gà là hình như là 15 con lận á, cũng nhiều chứ bộ. Đúng không? Dạ. Thế chị? Sau này nó đẻ trứng, ví dụ đi mà 15 con hay một con gà trống 15 con mái đi, một ngày nó đẻ 14 trứng. Tính đi. 100 ngày nó đẻ bao nhiêu trứng? Ôi trời, chắc chưa đẻ nữa chị ăn hết. Rồi em cũng nói chuyện với chị chơi vui thì thôi, chứ nói chứ mình chỉ là qua tới đây lần đầu tiên, một phần để chị biết đến cái hoàn cảnh thực tế của anh Khanh. Đừng cho bà con cô bác là nói là này kia, thì chị đôi khi nghe hay là đôi khi không nghe được, nó cũng rất khó. Đó thì bây giờ thì chị lại tới đây thì cũng đổi cách xưng hô liền luôn là em trai ha. Là kêu bằng vậy đó ha. Thì em cũng rất là chân thành cảm ơn chị đã cho bà con cô bác được biết ý kiến của chị. Thì lại tới nhà anh Khanh thì nói chung lại tới thì quay xe gấp luôn hay sao? Quay xe về ngay hả? Quay xe về ngay hả? Hình như là quay xe anh về ngay hả? Vậy tay chào bye bye. Hình như là cái này cũng có bài hát ha. Bài hát gì ta? Quay xe anh về ngay, ngó lơ không thèm ngơ. Tôi cũng biết hát bài của Châu Gia Kiệt. Bài đó, bài gì? Chị quên rồi. Bài đó tựa gì chị quên. Hồi đó chị cứ hát. Khỏi cần tựa, mình nhớ một khúc được rồi. Bài ăn chè này đẹp trai á. Chị quên rồi. Bế này. Chè vậy đó chị quên. chè. Chị quên nữa. Là hồi sao? Chị ưa hát hay lắm mà. Hay lắm hả? Bây giờ chị quên rồi, nhỏ chị ưa hát lắm. Bây giờ quên rồi. Thử chích một đoạn á. Không biết đâu. Bữa nay ngày Tết mà chích đoạn này vui vui á. Chị quên bài đó, chị quên. Nè. Đúng rồi đó, bài đó đó. Đúng không? Anh giống gì? Anh giống chú trẻ vậy cho chị quên rồi. Bài hay lắm. Hay lắm hả? Anh Châu Gia Kiệt ha. Thử làm một chích đoạn chích đoạn gì? Anh giống như chích chè hay là chim chích chè vậy đó. Không được. Không được hả?
Hồi đó là anh Châu Gia Kiệt sao? Hay lắm. Hay lắm hả? Chị có mê ảnh không? Mê lắm. Mê lắm hả? Mê lắm. Nằm mơ có. Ồ, vậy luôn hả? Vậy là chị cũng mê lắm à? Mê lắm. Mê hát, mê tướng, mê vậy. Mê hết luôn. Tại là trai mà. Hồi đó chị vừa xem với hát theo. Hồi đó chị nhỏ nhỏ chị đi hát mẹ học đám cưới. Chị vừa hát mà đó, xôn hay lắm. Dạ. Thì chị qua tới đây thì đặc biệt nhất thì cũng có một người anh thì cũng đẩy ở đây thì nói chung là không có gì ăn ha chị. Ăn mì gói đỡ đi ha. Mì gói gì, mì gói có trứng nữa. Ngon ha. Ngon. Thì thôi ha, chào cả nhà đi, hẹn nha cả nhà vào những video tiếp theo ha. Thôi chào cả nhà ha.